Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cuốn sách Sức mạnh của nhân cách. Đặc quyền của một đời người là được trở thành con người thực sự của đời mình. Tác giả Sylvia Loken. Tôi và bạn, ai trong chúng ta cũng có những lăng kính nhìn nhận mọi việc xung quanh không hề giống nhau. Chính vì vậy mà tính cách hay hành động riêng biệt. Có thể vô tình ta hiểu và đồng điệu với nhau ở tâm hồn hay tần số dao động. Tuy nhiên, những cái tôi là nguyên bản và chẳng thể nào nhầm lẫn với bất kỳ màu sắc của ai. Những trải nghiệm, quá khứ đã từng đi qua cũng đọng lại thành những phản xạ vô thức trong chúng ta từ lối suy nghĩ đến hành động. Sự rụt rè hay niềm nở, nụ cười tươi hay ánh mắt cảnh giác chính là phản xạ của một người tới những thứ mà họ tiếp nhận. Và từ đó hình thành nên thói quen, cách sống và cuộc đời theo hướng là người hướng nội hay người hướng ngoại, hoặc người có sự linh hoạt giữa hướng nội và hướng ngoại. Từng ngày khi bước chân ra khỏi nhà là ta sẽ gặp gỡ và giao tiếp với khá nhiều người. Có người sẽ cùng mình trò chuyện rất lâu, những nội dung cực kỳ ăn ý và không muốn dừng lại. Cũng có người lại chỉ lướt qua và không mong đợi gặp lại nữa. Tất cả đó đều phụ thuộc vào sự rung động khi gặp những cá thể cùng tần số. Những tình huống vẫn luôn tiếp diễn và tôi, bạn phải đối diện hàng ngày. Đây cũng là lý do mà cuốn sách Sức mạnh của nhân cách sẽ giúp bạn tìm được chìa khóa cho rất nhiều vấn đề, cũng như thêm những góc nhìn để giao tiếp, đối thoại bổ ích. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ nó với bạn. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn. Tôi đã từng nghe ai đó cảm thán: giao tiếp tốt quả là một lợi thế tuyệt vời. Hoặc là: người giao tiếp giỏi là người nắm giữ điểm mấu chốt của các cuộc trò chuyện. Từ đó mà có thể thấy rằng kỹ năng này là một điều đặc biệt khiến bạn trở nên dễ trò chuyện hay tương tác với những người xung quanh, thậm chí là người xa lạ. Mà đã gọi là kỹ năng thì đều có thể phát triển và hoàn thiện hơn thông qua rèn luyện hoặc học tập. Với xu thế công dân toàn cầu, con người ta càng coi trọng kỹ năng này và muốn đây trở thành lợi thế của chính mình. Nên việc các lớp học, khóa dạy về giao tiếp, ứng xử hay chuyên sâu hơn là đọc vị, thấu hiểu cảm xúc, tâm lý của người khác đang ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn. Cuốn sách Sức mạnh của nhân cách cũng chính là một cánh cửa mở ra lối đi mới, là hành trang để bạn khám phá những nhân cách của chính mình hoặc tiềm ẩn của người mà bạn quan tâm. Đây sẽ là tiền đề để bạn bỏ lại những rào cản trong đối thoại, tương tác, giao tiếp ở những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như học tập, tình cảm, công việc, để trở nên thấu hiểu nhau và đạt được hiệu suất cao nhất khi nói chuyện, chia sẻ với đối phương. Sylvia Loken là một chuyên gia về điểm khác biệt quan trọng nhất trong mô hình tính cách. Bà giúp những người hướng nội và hướng ngoại chuyển những điểm mạnh và trở ngại của họ thành giao tiếp thành công và đạt hiệu suất cao nhất với phương tiện của riêng họ và với tất cả sự đặc biệt. Sylvia được biết đến với bộ ba Trầm Lặng, ba cuốn sách về những tính cách hướng nội và cách giao tiếp của họ. Cuốn sách thứ hai lần đầu tiên đặt phần giới thiệu, phần ngoại và phần trung tâm cạnh nhau, và sau đó là một vài cuốn sách khác. Sách của Sylvia hiện đã được dịch sang 30 thứ tiếng và khuyến khích mọi người trên khắp thế giới sống cuộc sống của họ. Sức mạnh của nhân cách là cuốn sách cực kỳ hữu ích với độc giả như tôi tìm ra được phương pháp để những người hướng nội như tôi có thể giao tiếp tự tin, vượt qua rào cản. Còn với người hướng ngoại là để hiểu một chút, là để điều chỉnh một chút để khiến cho cuộc giao tiếp đạt được thành công nhất. Chắc chắn ở một trang nào đó bạn sẽ tìm thấy chính mình
như cách tác giả Sinvien Lochen khắc họa. Đó như một bức chân dung được ngồi họa sĩ già phác họa với đầy đủ nét đặc biệt mà cá nhân tôi nhưng lại dung hòa với những người cùng sự hướng nội đó. Khách quan mà nói, cơ bản nhất, nền tảng cho sự ra đời của cuốn sách là đặc điểm trong chính tính cách của nhiều người được lưu trữ và cập nhật qua nhiều cuộc khảo sát thực tế. Hầu hết chúng ta được chia thành 3 nhóm là người hướng nội, người hướng ngoại và người hướng trung. Nhóm cuối là họ có khả năng linh động trong việc khi nào thì lựa chọn hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, chia sẻ, kết nối với xung quanh, còn lúc nào lại thu mình, yên tĩnh ở góc hướng nội dành cho riêng mình. Họ được Gen Z, chúng ta vui vẻ gọi là hướng nội hoặc hướng ngoại, part time. Ở những người cùng nhóm tính cách, dù là ở đâu, chức vị hay tuổi tác có sự khác biệt, nhưng những hành động, khuynh hướng ứng xử của họ đều có khá nhiều điểm chung. Đây cũng là cơ sở cho những phong cách trò chuyện, giao tiếp, ứng xử hay khí chất như mọi người vẫn thường đề cập. Bạn đang lắng nghe audio review sách Sức mạnh của nhân cách. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Ở một khía cạnh khác, mức độ của sự hướng nội hay hướng ngoại sẽ ảnh hưởng nhất định đến tính cách, lối sống của mỗi cá nhân chúng ta và tổ hợp những điều không giống nhau đó là cá tính riêng biệt rất dễ nhận ra. Song, ở một vài trường hợp, những đặc điểm nổi trội không điển hình này lại được những người khác nhận định là một trong những yếu tố của hướng nội hay hướng ngoại. Từ đó mà khiến cái khái niệm ban đầu dần bị hiểu sai hoặc thiếu sót. Mà như một nhà hiền triết đã nói, nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật thì đã không còn là sự thật nữa rồi. Chính vì vậy mà khi đánh giá một người là như thế nào mà chỉ chú ý một nửa tính cách, sự thể hiện cảm xúc ra bên ngoài của họ mà đánh giá thì không hề còn khách quan và đúng nữa. Chính vì vậy mà ở cuốn sách Sức mạnh của nhân cách, tác giả không đưa ra cho độc giả những khái niệm khô khan, lý thuyết sách vở, mà bà đã khai thác một lăng kính cực kỳ tinh tế, thực tế, đó chính là những biểu hiện, hành vi và cả những thói quen của các nhóm tính cách này trong giao tiếp, ứng xử tình huống trong cuộc sống thường nhật. Cũng chính bởi thế mà dù ở nhóm tính cách nào cũng có riêng cho mình những đặc điểm mạnh, những điều đáng để người khác học hỏi và phát triển để giao tiếp hiệu quả hơn với những người xung quanh, ở nhiều môi trường dù là chuyên nghiệp như nơi làm việc hay đơn giản ấm áp trong chính ngôi nhà của mình. Có những thứ diễn ra hàng ngày có lẽ chúng ta vô tình bỏ qua, đó chính là tầm quan trọng của giao tiếp. Từ những người bạn thân nói cười cười và hiểu rất nhanh thông điệp của nhau, đến những cuộc họp trình bày sao cho cấp trên và đồng nghiệp hiểu phương án mình đề xuất để thuyết phục họ về tính khả thi cũng như tiến độ triển khai hợp lý của nó đối với vấn đề cần giải quyết. Dù chúng ta có những suy nghĩ, nhân sinh quan, giá trị quan khác nhau, nên có những cách suy luận và nhận định khác nhau. Đây cũng là lý do ta luôn phải trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao những điều để nhận và truyền thông điệp trong giao tiếp. Để chính mình hiểu rằng giao tiếp không đơn giản chỉ là nói chuyện, là tán gẫu mà còn là những thứ quan trọng và kết nối nhiều hơn. Bước theo sự triển khai trong từng trang sách được viết từ những kiến thức và nghiên cứu kỳ công của tác giả, tôi như trải nghiệm của một cuộc leo núi. Đi từ chân đèo lên, vượt qua những mệt mỏi, khó khăn, dọc đường thì đón nhận tôi là những tầm nhìn siêu đẹp, quang đãng và phóng rộng ra xa lắm. Đó là khi tôi nhìn ra được tính cách đặc thù qua từng miêu tả, khắc họa tài tình đầy logic và chặt chẽ của tác giả. Cũng từ đó mà tôi thấy những viên đá cản đường, những bụi cây gai góc trên đường đi tên là gì, cũng như trong giao tiếp, suy nghĩ và mặc định nào khiến tôi cảm thấy bản thân bị chèn ép, khủng hoảng tâm lý hay cảm xúc không ổn định để tiếp tục, hay đơn giản là không biết nên dùng từ ngữ hay biểu cảm gì cho phù hợp với trường hợp vào thời điểm đó. Và điều đặc biệt với bản thân tôi nói riêng
và có lẽ là độc giả của cuốn sách này nói chung. Sau khi hiểu rõ những chiến thuật, kỹ năng được đề cập ở đây, thì tự bản thân ta sẽ ý thức được vị trí, vai trò và sự tham gia khéo léo của mình vào cuộc giao tiếp hay bất cứ trường hợp nào để vừa đúng thời điểm, vừa đúng nội dung mà mình là thế mạnh hoặc cần cung cấp thông tin. Với những người hướng nội, hướng ngoại cũng vậy, hiểu rõ bản thân và thêm những chi tiết quan sát để đưa ra đánh giá về người đối diện để có phương án phù hợp cũng vừa là một điểm tinh tế, vừa là sự phát triển đúng hướng mà mọi người mong muốn. Bản thân từng là một người mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 2 cùng với triệu chứng chống đối xã hội, thì việc giao tiếp hay phải hiện diện ở nơi đông người làm tôi rất sợ, áp lực và gần như muốn chạy trốn. Không thể nghĩ đến việc muốn hỏi hay trả lời ai bất cứ điều gì. Với tôi của khi đó luôn bị ám ảnh chỉ cần tiếp xúc hay có liên kết với đám đông, những người xung quanh thì gần như họ chỉ trích, bàn tán những lỗi sai, khuyết điểm của mình. Khoảng thời gian đó rất kinh khủng và tôi gần như không dám ra khỏi nhà, không mở miệng nói điều gì. Bởi vậy mới nói, giao tiếp vừa là chìa khóa, vừa là ổ khóa của rất nhiều vấn đề. Có thể khi ta xoay đúng chiều là có thể vặn mở cửa, giải quyết được vấn đề và hòa đồng với người khác như cách có nhiều người hướng ngoại vẫn thường làm. Tuy nhiên, nếu ngược lại thì sao? Nhưng người hướng nội họ sẽ ít chia sẻ với bên ngoài và cố gắng yên tĩnh tự bản thân suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết cho rắc rối đó. Và đây cũng là lý do tại sao bác sĩ tâm lý là nghề tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Họ là chìa khóa giúp tôi mở ra cánh cửa trong chính mình, tự bước ra khỏi bóng tối, tổn thương và những sự dè bỉu trong quá khứ để tái sinh trở thành một con người hoàn toàn khác. Đó là khi tôi nhận ra cuộc sống của mình, dù người ta nói hay làm gì, nhưng tâm trạng, cảm xúc hay thậm chí là thể chất này là của tôi và tôi mới là người quyết định những lời ghê tởm ấy có tác động tiêu cực được đến mình hay không. Nó có thể vẫn ở đó như thứ rác nằm ngáng đường, nhưng sự thực sự thì không thể ngó lơ hay đi đường vòng để tránh được. Mang tâm lý né tránh và sợ sệt sẽ làm ta mệt mỏi một đời sau này. Chính vì vậy, tôi lựa chọn dọn dẹp rồi đi tiếp. Bởi vì dù thế nào, con đường ấy không phải chỉ đơn giản là đi một mình mà còn những lần sau. Chỉ cần bản thân vượt qua ngưỡng khó nhất thì những chuyện sau này sẽ thuận theo như nước chảy thuyền trôi mà thôi. Cách mỗi người nhìn nhận mọi thứ xảy ra xung quanh hầu như quyết định rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Hay nói cách khác là cách bạn tận hưởng từng giây phút trên đời này. Với những người hướng nội, họ có xu hướng tự mình ở một nơi thân thuộc như góc quán cà phê ruột, ghế ngồi gần ô cửa sổ thư viện để suy ngẫm, viết ra những việc đã làm, suy ngẫm về nó hay dự định cho những bước tiếp theo trong tương lai. Họ ít chia sẻ những tình cảm, giải bày những tâm tư, trăn trở cho người xung quanh, thậm chí cả những người bạn thân hay người thân trong gia đình. Ở một mảng màu khác, người hướng ngoại lại có xu hướng đi ra ngoài. Họ thấy bản thân được nạp năng lượng khi được chia sẻ, vui chơi và trò chuyện với những người bên cạnh. Sự sẻ chia, cùng nhau bàn luận vấn đề, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian náo nhiệt, các hoạt động thể chất khiến họ như được sống hết mình và không hề mệt mỏi. Những người như vậy khiến tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Ở họ luôn tỏa ra tần số cùng nguồn năng lượng vô cùng tích cực và sáng chói, như những mặt trời nhỏ sưởi ấm những con người mà họ yêu mến. Đây có lẽ cũng là lý do họ được yêu quý nhiều và có cho mình những mối quan hệ chất lượng nhưng vẫn rất phong phú và cân bằng. Không những vậy mà họ còn không ngần ngại bộc lộ tình cảm của mình trực tiếp qua lời nói khen tặng, yêu thương hay những hành động cử chỉ thân mật như ôm và gần gũi hơn. Sức mạnh của nhân cách là cuốn sách mà nếu bạn muốn tìm cho mình những giải pháp hay đọc nó để có thêm những góc nhìn và nhận ra bản thân đang gặp vấn đề ở đâu như tôi, thì đây quả là một đề xuất không thể bỏ lỡ. Từ đó mà có những suy nghĩ cũng như đánh giá khách quan hơn về xu hướng tính cách của chính mình hoặc người mà bạn quan tâm.
bởi dù là người hướng nội hay hướng ngoại thì sự chân thành trong tình cảm, sự tự tin ở bản thân và cách họ tôn trọng người khác là thứ muôn hình vạn trạng, biểu đạt những giá trị thì vẫn vẹn nguyên và đáng trân quý như vậy. Cho dù bạn với tư cách gì, vai trò hay vị trí như thế nào ở xã hội, cuộc sống này mong bạn vẫn có cho mình những người bạn, những kẻ tri kỷ luôn sẵn sàng lắng nghe bạn, dù đó là khi cảm xúc kích động, từ ngữ lộn xộn, là khi bạn mềm yếu nhất hay khi bạn gai góc nhất. Chúng ta cứ phải mặc lên mình những bộ giáp và chiến đấu như những chú lính chì không hề gì trước băng giá hay lửa đốt. Nhưng mà sâu thẳm hơn cả, ở trong lồng ngực trái của mỗi người luôn là trái tim nóng đỏ, đập từng nhịp miệt mài và chăm chỉ với mong muốn được yêu thương, dành riêng góc nhỏ cho những người quan trọng nhất. Những người mà ta cho phép họ có sức ảnh hưởng trực tiếp lên những quyết định lớn bé của mình. Là người đồng hành từ những bước chập chững trên con đường ấy đến khi trở thành dáng vẻ thuở thiếu thời cùng ngưỡng mộ và khao khát. Mong rằng dù bạn có thay đổi hay khác biệt đến đâu, có là người hướng nội hay hướng ngoại, thì những việc mà bạn làm, những thứ mà bạn chọn hay những người mà bạn trân trọng sẽ luôn là xứng đáng nhất cho những mong mỏi, sự quan tâm và nhiệt thành của bạn. Thế giới này rộng lớn như vậy, đi một vòng có thể lạc mất nhau. Nhưng xin bạn đừng đánh mất chính mình, đừng để tín ngưỡng trong trái tim này lụi tàn, hay để những ngày tháng trở nên vô nghĩa. Xã hội càng phát triển, ai cũng bận rộn hơn và sự giao tiếp, trò chuyện càng vội vàng, khách sáo và đôi khi sáo rỗng đến vô nghĩa. Bởi vậy, hãy giữ cho mình những giá trị riêng, những điều thực sự làm nên cái tôi của bạn để không bị hòa lẫn vào bất cứ ai. Audio review sách Sức mạnh của nhân cách đến đây là kết thúc. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách ấn vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.